Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
các bản kinh thuộc hai quyền Hồng Nam và Bắc Quyền đều ghi lại rằng khi hoàng hậu Maya đặng sanh thái tử, từ trên con lưng có hai dòng nước của chư thiên, một ấm một mát, rưới xuống để tắm gội cho hoàng hậu và thái tử. Có lẽ chính sự cung kính của chư thiên đối với sự kiện đặng sanh của thái tử được cố tạo trong các bản kinh là tạo nguồn cảm hứng để về sau trong mùa Phật đản, người Phật tử thường tôn tỷ thường đặng sanh trong một bồn hay thau sạch và quý đặt trong điểm thờ Phật hay một nơi nào đó trang nghiêm, dùng nước sạch và bước cả loài hoa thơm để làm lễ tắm Phật nhằm tưởng nhớ đến ân đức của Đức Phật và bày tỏ niềm tôn kính sâu xa đối với Ngài. Trong khi tắm lễ Phật, tăng ni Phật tử thường đọc bài chú tắm Phật như sau: Con nay tắm rồi, đức Như Lai, công đức trang nghiêm tình trí đầy, nguyện cho chúng sanh lìa năm trượt, máu chứng Như Lai tình pháp thanh, giới định về năm phần hương tẩu, tòa ngọt ngào trong khắp mười phương, khỏi hương này xin hằng lãng mạn, Phật sự làm vô lượng vô biên, nguyện cầu làm ba đường Phật chức, nhiệt đạo từ án trụ thân lương, đồng phát tâm vô thường bồ đề, thoát diễn hải trên bờ đại giác. Hôm nay nhân ngày Phật ra đời, chúng con xin đặt từng ngày trong một chầu nước để tắm Phật. Con biết rằng việc làm này chỉ là hình thức. Tuy nhiên, con xin nương theo tỉnh thức, hình thức tắm tượng Phật để nhằm đến một mục đích quan trọng hơn, sáng tỏ hơn, đó là bồi rửa cho chính bản thân con được thanh tịnh. Trong khi đang tắm, tâm bồ đề của con đang hướng về Phật, vì con ý thức được rằng hướng tâm đến Phật nghĩa là hướng đến bậc thánh hiền toàn lần, thì lực thanh tịnh toàn lần ấy sẽ tác động như một năng, một màn lọc làm cho tâm con lắng yên, xa rời những thứ như tẩu, phiền trượt và đầu thành trong sạch. Thanh tâm vô uế thì không thể nào tiếp nhận được những làn sóng thánh thiền của Phật truyền đến và chắc chắn không thể tu tạo được công đức. Vì thế muốn tắm Phật để có công đức thì thân tâm phải thanh tịnh. Thân tâm có thanh tịnh thì công đức mới tích tụ. Đấy là ý nghĩa quan trọng trong nghi lễ tắm Phật. Ngài Phật ra đời, con xin nguyện thực hành theo hành từ bi của Ngài. Con xin nguyện sống đời tỉnh thức. Con xin nguyện học lời ái dục. Đấy chính là hương hoa tái ngọc đầu mùa kính dâng lên Ngài trong ngày thánh đản thiêng liêng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trầm hương đô thank you.
Thank you.
nhân Đức Phật, chúng con xin chắp tay hướng về Ngài tất cả niềm tin như con thơ đọc được bổng cha lành. Sung sướng biết bao giờ buổi thiêng liêng của ngày Phật đản hôm nay, chúng con trên tâm hình tâm suối nguồn từ bi vô lượng vô biên của Ngài, để cho chúng con không còn mồi mài mai nào những tư tưởng thành thù xấu ác, những tâm niệm hẹn hòi bên cạnh đố kỵ, để cho thân chúng con là thân từ bi, tâm chúng con là tâm từ bi, và để cho suối nguồn từ bi được chảy tràn há lòng nghèo. Tắm mình trong suối nguồn từ bi đó, chúng con sẽ đem lòng hướng về thầy tổ, mẹ cha, anh em, đệ bạn, đến đồng bào thuộc thể của chúng con, người còn cũng như kẻ mất, mà cầu mong cho tất cả được thoát khỏi mọi tai ương hoạn nạn, mọi cảnh trời thắp nổi lòng tham. Xin hướng lòng về mọi người sống trên trái đất này, mà cầu mong cho ai không coi nhẹ cái màn của ai, không ai vì ác tâm mà làm cho ai phải vì đau khổ và khốn đốn. Xin hướng lòng về muôn loài chúng sanh trong kiếp đời sống kiếp này, mà cầu mong cho tất cả đều biết đối xử với nhau như anh em ruột thịt, đều được xem đau khổ của một chúng sanh nào cũng là đau khổ của chính mình, hạnh phúc của một chúng sanh nào cũng là hạnh phúc của chính mình. Xin cho tất cả đều được sống trong an toàn và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hey, I'm a
Thích Ca Mâu Ni Phật.
mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.